Xin chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đỉnh Audio. Clip buổi trưa ngày hôm nay là ngày 19 tháng 9 thì em Xuân Đỉnh nhấn lên cho các bác bộ phối ghép âm thanh bão nhật tuyển chọn từ hình thức cho đến chất âm. Bộ này gồm có một cặp loa Pioneer CSE 900, đời này thì khá là hiếm trên thị trường và đặc biệt nhất là cặp loa này về trong tình trạng là mộc mạc nhưng nó rất là đẹp, từ những cái tuyến loa cho đến góc cạnh thùng và kể cả đến cái e-căng của nó còn zin. Và đang phối ghép với cặp loa này thì là một bộ âm ni tuner của hãng Pioneer 7800 mắc đôi. Combo này thì nó có mức giá là gần 30 triệu. Các bác có thể là mua riêng lẻ loa hoặc mua riêng lẻ âm ni. Nhưng để nói về cái giá trị của cái cặp loa và những cái chiếc âm về đây thì Xuân Đỉnh đều tuyển chọn cũng như cái chất lượng đảm bảo với bác vẫn là vượt xa so với tầm tiền. Mọi thông tin chi tiết các bác có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp theo số điện thoại duy nhất của Xuân Đỉnh là 0395 727582, địa chỉ cửa hàng ngõ 42 đường Trần Cung, thành phố Hà Nội. Và những sản phẩm đây thì cửa hàng Xuân Đỉnh đều ship hàng toàn quốc và giá bán không bao gồm phí ship. Bây giờ thì sẽ quay chi tiết, mời các bác cùng Xuân Đỉnh quay từng sản phẩm và tham khảo về giá. Về cặp loa thì Xuân Đỉnh nhấn mạnh với các bác đây là cặp loa mộc mạc rất đẹp. Đấy, tuổi đời như cặp loa này toàn là mấy chục năm rồi, nhưng đây là loa có cái hình thức như cái chất âm của dòng này thì rất là đặc biệt. Tại sao mà Xuân Đỉnh lại về lại lựa chọn cho các bác về cặp CSE 900 này? Thứ nhất là cái khuôn tiền của cặp này thì nó rẻ hơn cả cặp 77A, nhưng để nói về cái kết cấu của loa thì nó sẽ đẳng cấp hơn rất là nhiều. Cái dòng đời E thì có E500, E700 và E900, thì những cái dòng E này, cái giải trầm của những cái dòng này đánh rất là hay. Bát của nó là bát 30, dòng này thì nó sử dụng là củ kiềng xương đúc, nó không phải là xương thường. Đấy, củ kiềng xương đúc này. Gân của nó là gân vải lụa, màng giấy và màng giấy FB. Và cái tuyến loa rất là đẹp. Một tép kèn ở chính giữa, để tép kèn 8 lỗ đa hướng, một chung 12 ở phía bên trên. Đấy, toàn bộ đều là màng FB nha. Rốn loa rất là đẹp, thùng cũng đẹp góc cạnh. Còn tất nhiên thì theo năm tháng thì nó cũng phải có những cái nó cũ theo năm tháng chứ không thể bảo là đẹp như mới được. Tại vì sao? Vì những cái cặp loa này là mấy chục năm rồi. Loa có trở kháng là 8 ohm. Công suất của loa là 75W. Đồng này khi các bác chuyển cái cầu này xuống full năng gơ thì các bác nắp cầu tổng. Và nếu các bác chọn trong chế độ 3 way thì các bác có thể nắp riêng 3 cầu loa bát trùng tép. Đấy. Rất là tiện. Đẹp. Mặt gỗ gọi là mặt cây đít cây giống như những dòng loa AR. Cặp này kích thước tổng quan chiều cao của loa nó đạt là 70, chiều ngang 40,5 và chiều sâu của nó là 31. Căng cước đầy đủ, bên nào cũng vậy, căng cước đều rất là đẹp. Đây là cái tuyến loa cũng như cái chiếc loa còn lại. Cái căng của nó là căng vải cổ nhá. Còn zin không hề bị rách. Và đây tuyến loa thì Xuân Đỉnh đều quay kỹ càng. Vì cặp loa này cái giá trị của nó đã là trên 10 triệu thì Xuân Đỉnh đều phải quay cẩn thận để các bác cùng nhìn rõ. Góc cạnh đằng sau. Loa rất là chất. Đây là một cặp loa đẹp, một cặp loa để các bác sưu tầm. Những dòng này nghe nhạc vàng bolero thì tiếng rất là tốt. Và bác nào mà cần cái bát này giải trầm sâu ấy, thì chỉ có những cái đầu dòng đời E này thì cái tiếng bát nó sẽ mới sâu và uy lực. Thì cặp này hiện tại Xuân Đỉnh đang bán mức giá là 17.500, giá mềm mại hơn rất nhiều so với những dòng 77A mà chất âm thì lại hay hơn, dễ phối ghép hơn. Dòng này các bác ghép tốt với những dòng âm ni Pioneer, những dòng âm ni Đài, những dòng âm ni Sơn Xui. Thì các bạn đang có những bộ băng cối địa than ghép với những cái bộ này để các bác nghe nhạc vàng nhạc xưa thì rất là tuyệt vời. Mức giá cho cặp loa Pioneer CSE 900, hàng khá là hiếm, mộc mạc, zin đẹp là 17.500.000 đồng. Còn bộ âm ly đang phối ghép đây là bộ Pioneer 7800, cũng là hàng tuyển chọn. Các bác nào mà theo dõi kênh của Xuân Đỉnh, các bác sẽ biết chiếc âm ly này Xuân Đỉnh có đăng cách đây khoảng độ một tuần trước thì phải. Nó chỉ có một cái sức nhỏ trên mỗi cái đầu núm này nè. Xíu thôi. Có độ tổng quan thì rất ok. Và nếu như mà quay xa để gọi là để các bác không thể nhìn thấy rõ thì Xuân Đỉnh nói thật là đây là một chiếc âm rất đẹp, nhưng vì cái uy tín cũng như cái cách bán hàng của Xuân Đỉnh thì cứ tả chi tiết thì các bác thấy rõ nó hơi chảy tí xíu thôi, nó không ảnh hưởng gì cả. Thế các bác mà lớn tuổi mà mắt hơi kém một chút thì chưa chắc các bác đã nhìn thấy rõ. Nhưng cái bộ này tổng quan thì rất đẹp, còn đâu là những cái phần mặt phay các núm nút thì đều rất ok. Vì đây là hàng tuyển chọn. Thì bộ này gồm có âm ly và tuner. Thì đây là cái thớt tuner phía bên trên. Các bác bày nó rất là đẹp. Nếu như bình thường thì Xuân Đỉnh bán lẻ thì nó là hơn 1 triệu rồi. Nhưng cả một cái bộ này thì Xuân Đỉnh bán cho các bác là 10 triệu đồng. Cả âm ly và tuner giá thì rất là mềm.
zin tuyệt đối và đẹp xuất sắc. Mức giá cho cả bộ combo tuner và âm ly là 10 triệu, còn cặp loa là 17 triệu 500, tổng giá trị cả bộ này là 27 triệu 500 nghìn đồng. Các bác có thể là mua riêng lẻ âm ly hoặc là mua riêng lẻ loa. Các bác mà cần độ chi tiết thì các bác có thể qua trực tiếp địa chỉ cửa hàng để các bác thẩm âm. Vì với những cái cấu hình như này thì nói thật với các bác đây là những cái bộ âm thanh cực kỳ là hay so với cái tầm tiền rồi. Nhưng ngược lại thì cách chơi cũng như cái mỗi người có một cái kiểu chơi khác nhau để các bác lựa chọn cho mình những cái sản phẩm phù hợp. Đấy, cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian theo dõi video cửa hàng. Xin kính chào các bác và hẹn gặp lại.